Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi đang tăng nhanh. Kết quả xét nghiệm thu được cho thấy dấu hiệu đột biến mới trên 2 protein của virus. Kết quả giải trình tự gen cho thấy đã có hơn 50 biến đổi trên chủng virus mới so với virus ban đầu ở Vũ Hán. Hôm 25 tháng 11, ông Tulio J. Oliveira, Giám đốc Trung tâm Ứng phó Dịch bệnh Nam Phi, báo cáo trực tiếp với Tổng thống về một biến chủng mới mang những đặc tính đáng lo ngại. Biến chủng này đứng sau làn sóng dịch bệnh mới ở Nam Phi. Thông tin sau đó được giới chức Nam Phi công khai. Trong vòng 24 giờ, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đặt cho biến chủng mới cái tên Omicron và đưa biến chủng này vào danh sách đáng lo ngại. Đây là lần đầu tiên WHO có hành động nhanh chóng như thế trước một biến chủng mới. Theo Wall Street Journal, diễn biến xung quanh biến chủng Omicron cho thấy cuộc chiến chống COVID-19 đã thay đổi. Các nhà khoa học giờ tập trung tìm kiếm dấu vết các biến chủng mới. Và trong trường hợp Omicron, khi biến chủng này bắt đầu lây lan, Nam Phi có đủ nguồn lực để phát hiện, có đủ vị trí để công bố với thế giới. Nhờ sự minh bạch của Nam Phi, chính phủ các quốc gia trên thế giới đã mau chóng có phản ứng phòng ngừa dù chưa hiểu toàn diện về biến chủng mới. Hạn chế di chuyển đã nhanh chóng được áp đặt với người đến từ những nước bị coi là có nguy cơ cao phát tán biến chủng Omicron. Tới nay, vẫn còn những bí ẩn xung quanh biến chủng mới. Điều khiến các nhà khoa học lo ngại là Omicron mang theo 32 đột biến trên gai protein, bộ phận giúp virus bám dính vào tế bào cơ thể người và đồng thời là đối tượng mà các loại vaccine COVID-19 nhắm đến. Cuộc chiến với virus SARS-CoV-2 giờ phụ thuộc vào tác động mà những đột biến này tạo ra với virus, điều sẽ chỉ có thể rõ ràng sau nhiều tuần. Dựa trên các kết quả nghiên cứu ban đầu, WHO cho hay Omicron dường như có một số lợi thế so với các biến chủng cũ. Nhìn vào diễn biến dịch bệnh ở Nam Phi, có thể phỏng đoán các đột biến giúp Omicron có khả năng lây lan mạnh hơn. Những đột biến cũng có thể tăng khả năng của Omicron qua mặt hệ miễn dịch của con người có được nhờ tự nhiên hoặc tiêm chủng. Một số thí nghiệm tiến hành tại Mỹ trước khi Omicron được xác định đã phân loại những biến chủng có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của các kháng thể. Biến chủng Omicron có một số đột biến như vậy cũng như một số đột biến tương tự. Điều cực kỳ đáng lo ngại là có quá nhiều đột biến tập trung trên biến chủng này. Ngoài ra, virus có những đột biến giống với những đột biến mà chúng tôi đã phát hiện, đồng nghĩa nó có khả năng kháng thuốc, theo Dora Hasiwanu, chuyên gia về virus Đại học Rockefeller, nói. Nghiên cứu ban đầu, WHO cho hay Omicron dường như có một số lợi thế so với các biến chủng cũ. Nhìn vào diễn biến dịch bệnh ở Nam Phi, có thể phỏng đoán các đột biến giúp Omicron có khả năng lây lan mạnh hơn. Những đột biến cũng có thể tăng khả năng của Omicron qua mặt hệ miễn dịch của con người có được nhờ tự nhiên hoặc tiêm chủng. Một số thí nghiệm tiến hành tại Mỹ trước khi Omicron được xác định đã phân loại những biến chủng có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của các kháng thể. Biến chủng Omicron có một số đột biến như vậy cũng như một số đột biến tương tự. Điều cực kỳ đáng lo ngại là có quá nhiều đột biến tập trung trên biến chủng này. Ngoài ra, virus có những đột biến giống với những đột biến mà chúng tôi đã phát hiện, đồng nghĩa nó có khả năng kháng thuốc, theo Dora Hasiwanu, chuyên gia về virus Đại học Rockefeller, nói. Hiện nay, các nhà khoa học đang kiểm tra phản ứng của virus với mẫu máu của người đã tiêm vaccine hoặc bệnh nhân COVID-19 hồi phục nhằm trả lời câu hỏi về khả năng kháng kháng thể của biến chủng Omicron. Vẫn còn quá sớm để kết luận về độc lực của Omicron. Bệnh nhân hiện được xác định nhiễm biến chủng này sẽ phải chờ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, trước khi biết tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng nào. Ngay cả nếu Omicron được xác định không quá nguy hiểm như các chuyên gia lo ngại, sự xuất hiện của biến chủng này cũng là bằng chứng tiếp theo cho thấy một biến chủng nguy hiểm có thể ra đời bất cứ lúc nào, đe dọa hy vọng khôi phục cuộc sống bình thường. Đến nay, WHO đã đưa 5 biến chủng vào danh sách đáng lo ngại. Alpha, biến chủng được phát hiện lần đầu ở Anh, là nguyên nhân làn sóng dịch bệnh tồi tệ ở Mỹ và châu Âu đầu năm 2021. Trong khi đó, biến chủng Delta mang tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kéo dài từ tháng 4 đến nay. Một biến chủng khác trong danh sách đáng lo ngại là Beta. Biến chủng này có những đột biến làm giảm hiệu quả của các loại vaccine COVID-19. Qua nghiên cứu trình tự gen, các nhà khoa học cho rằng Omicron đã dần tiến hóa trong hơn một năm trước khi có cấu trúc như hiện nay. Omicron phát triển từ một chủng virus có tên B.1.1, chủng này giờ đã gần như biến mất. Có khả năng virus đã tồn tại suốt nhiều tháng trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch và từ từ tiến hóa. Những mẫu bệnh phẩm đầu tiên chứa biến chủng Omicron lần đầu được lấy hôm 11 tháng 11, gồm một người ở tỉnh Gauteng của Nam Phi và 4 quan chức ngoại giao nước ngoài tới thăm Botswana. Tại Nam Phi,
tốc độ lây nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh đáng báo động. Nếu như trong ngày 11 tháng 11 khi ca nhiễm Omicron đầu tiên được phát hiện, Nam Phi chỉ ghi nhận 120 ca nhiễm mới ở Gauteng, thì hôm 28 tháng 11, con số này đã lên đến 2.308. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy gần như tất cả ca bệnh mới đều nhiễm một chủng virus đột biến thiếu đi gen S so với chủng Delta. Chỉ vài tuần trước, tỷ lệ dương tính qua xét nghiệm là 1%. Nay, tỷ lệ này đã ở mức 20%, cho thấy số người mắc COVID-19 thực tế cao hơn rất nhiều so với ghi nhận chính thức. Theo giáo sư Tulio J. Oliveira, hàng chục nghìn người ở Nam Phi nhiều khả năng đã nhiễm biến chủng mới chỉ trong vài tuần trở lại đây. Kết luận này dựa trên tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính cũng như số ca nhiễm virus có đột biến thiếu gen S. Một ngày sau khi Nam Phi công bố về biến chủng Omicron, các chuyên gia của WHO phát hiện thêm một số hiệu đáng lo ngại khác. Sơ tích các ca nhiễm ở Gauteng cho thấy số người từng mắc COVID-19 trước đây tái nhiễm bởi biến chủng Omicron cao bất thường. Tuy vậy, WHO vẫn chưa chắc chắn về nguy cơ bệnh nhân hồi phục sau khi mắc COVID-19 có nguy cơ cao tái nhiễm biến chủng Omicron. Tối ngày 26 tháng 11, WHO đưa Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại. Chính phủ nhiều quốc gia châu Âu, châu Á cũng đóng cửa biên giới với người đến từ miền Nam châu Phi. Đến nay, biến chủng Omicron đã lây lan tới hàng loạt quốc gia khắp thế giới, khiến các nỗ lực phong tỏa biên giới bị vô hiệu hóa. Các nhà khoa học cho biết cần ít nhất 2 tuần để nghiên cứu trước khi hiểu rõ mối đe dọa mà biến chủng Omicron mang lại. Nam Phi sẽ là nơi giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tác động của biến chủng mới lên cơ thể con người. Diễn biến dịch bệnh ở Nam Phi sẽ cho thấy tại quốc gia mà đa phần người dân chưa chủng ngừa vaccine, Omicron sẽ hoành hành ra sao. Ở châu Âu, nơi 67% người dân đã chủng ngừa đầy đủ, Omicron xuất hiện khi biến chủng đang thống trị là Delta. Các nhà khoa học cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn tác động của biến chủng với khả năng bảo vệ do vaccine mang lại. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, ngày 29 tháng 11 cho biết biến chủng Omicron có khả năng lan rộng khắp thế giới và đột biến của chủng virus này cũng rất đáng quan ngại. Omicron có số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy, WHO công bố. Rủi ro tổng thể trên toàn cầu liên quan đến biến chủng đáng quan ngại mới này được đánh giá là rất cao. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định vẫn còn quá sớm để biết liệu biến chủng Omicron mới có khả năng lây nhiễm cao hơn biến chủng Delta hay không. Hiện nay, mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ nhập viện do biến chủng mới còn chưa xác định. Các nhà khoa học ở Nam Phi, nơi biến chủng Omicron xuất hiện lần đầu, cho biết họ hy vọng những người được tiêm vaccine sẽ có khả năng chống lại virus tốt hơn. Trong lúc đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực kêu gọi người Mỹ sớm tiêm mũi nhắc lại trong những ngày tới như một cách chống lại biến chủng Omicron và yêu cầu phân phối vaccine ở càng nhiều nơi càng tốt. Điều chúng tôi chắc chắn là những người đã được tiêm hai liều Pfizer hoặc Moderna, thì mũi tiêm tăng cường sẽ đẩy mức độ kháng thể trung hòa lên rất cao, cao hơn nhiều lần so với hai liều đầu tiên. Bác sĩ Anthony S. Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Biden, chia sẻ, biến chủng Omicron chứa một lượng lớn các đột biến khiến nó dễ dàng truyền nhiễm hơn, nhưng điều này chưa được chứng minh rõ ràng. Theo WHO, tại Nam Phi, các ca bệnh đang tăng lên nhưng vẫn chưa rõ liệu sự gia tăng đó là do biến chủng Omicron hay các yếu tố khác. Trong cuộc họp hôm 28 tháng 11 với đội phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng, ông Fauci đã nói với Tổng thống Biden rằng sẽ mất khoảng 2 tuần nữa mới có thêm thông tin về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và các đặc điểm khác của biến chủng mới, song ông tin rằng vaccine hiện nay sẽ vẫn có tác dụng bảo vệ. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, cho biết Mỹ có nguy cơ đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 5 giữa lúc ca nhiễm tăng và tỷ lệ tiêm chủng đang chậm lại. Ảnh Greg. Các chuyên gia, bao gồm cả tiến sĩ Fauci, cho rằng vaccine vẫn có khả năng chống lại biến chủng mới. WHO đang làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới để hiểu tác động của biến chủng Omicron đối với vaccine và thuốc kháng virus hiện nay. Các quan chức và chuyên gia y tế cấp cao cho biết ngay cả khi khả năng bảo vệ bị giảm sút so với các biến chủng khác, việc tăng số lượng kháng thể trung hòa virus từ vaccine vẫn có lợi. Biến chủng Omicron vẫn chưa được ghi nhận tại Mỹ. Song chính quyền Biden cho biết hệ thống giám sát bộ gen đang giải trình tự gần 80.000 mẫu mỗi tuần và họ tin rằng sẽ sớm phát hiện nếu có biến chủng Omicron tại Mỹ. Ảnh hưởng đến các nước đang phát triển. Biến chủng Omicron vẫn chưa được ghi nhận tại Mỹ, song chính quyền Biden cho biết hệ thống giám sát bộ gen đang giải trình tự gần 80.000 mẫu mỗi tuần và họ tin rằng sẽ sớm phát hiện nếu có biến chủng Omicron tại Mỹ. Ảnh hưởng đến các nước đang phát triển.
Trong khi các chuyên gia cho biết mũi tiêm bổ sung có thể hữu ích trong việc chống lại biến chủng Omicron, một số cảnh báo cho rằng mũi tiêm bổ sung sẽ tạo điều kiện bất lợi cho các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Celine Gardner, một nhà dịch tễ học và chuyên gia bệnh truyền nhiễm, cho rằng chỉ nên tiêm mũi bổ sung để đối phó biến chủng Omicron nếu nó thực sự hỗ trợ miễn dịch, vì mũi tiêm này làm tăng mức độ kháng thể cao. Tuy nhiên, bà Gardner cho biết tăng cường tiêm mũi bổ sung sẽ khiến các nước đang phát triển thiếu nguồn vaccine, tạo điều kiện cho các biến chủng khác xuất hiện. Đội ngũ của ông Fauci nói rằng đã có hàng triệu liều vaccine phân phối đến các quốc gia có thu nhập thấp đã không được sử dụng, cũng là một thách thức toàn cầu. Giới chức Nam Phi đã yêu cầu các nhà sản xuất vaccine giảm số lượng lô hàng gửi đến để nước này có thể tối đa hóa lượng dự trữ hiện cơ cấp lệnh cấm nhập cảnh có thể đã trễ. Mỹ và châu Âu và nhiều nước khác đã hành động rút ráo khi đóng cửa biên giới với người đến từ phía Nam châu Phi. Các nước cũng phải đối mặt với những lời cảnh báo rằng lệnh cấm du lịch có thể đã quá muộn khi đã có nhiều trường hợp nghi nhiễm xuất hiện ở các nước châu Âu, châu Á và Australia. Nicole A. Eret, giáo sư tại Đại học Washington, người đã thực hiện nghiên cứu về công tác chuẩn bị các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cho biết biến chủng Omicron đã được phát hiện tại các lục địa khác. Về lý thuyết, lệnh cấm du lịch sớm có thể giảm thiểu sự lây lan mầm mống mới, nhưng điều này vẫn đang trên bàn thảo luận. Các trường hợp nhiễm biến chủng mới đã được phát hiện ở thêm nhiều khu vực mới, bao gồm Canada, Bồ Đào Nha, Anh, Bỉ, Botswana, Đức, Italy, Hong Kong, Israel và Cộng hòa Séc. Hầu hết trường hợp bên ngoài châu Phi dường như liên quan đến những người đã từng du lịch đến lục địa này. Áo cũng đã được liệt kê vào danh sách này khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm đầu tiên ở vùng Tyrol. Cơ quan Y tế Hà Lan cho biết hôm 27 tháng 11, hai máy bay chở khoảng 600 hành khách từ Nam Phi đã hạ cánh xuống Hà Lan có 61 người nhiễm bệnh, trong đó có 13 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Hôm 28 tháng 11, giới chức y tế Australia xác nhận có 2 hành khách đã tiêm đầy đủ, không có triệu chứng trên chuyến bay đến Sydney và xét nghiệm dương tính với biến chủng Omicron. Các trường hợp này đang bị cách ly. Điều này chứng tỏ rõ ràng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Việc biến chủng mới xâm nhập vào đất nước là điều không thể tránh khỏi. Dominic Crotet, thủ hiến bang New South Wales, Australia nhận định tình hình. Sự xuất hiện của một biến chủng mới có khả năng đe dọa cao đặt ra những thách thức cho các nhà lãnh đạo sau 2 năm chống dịch và liệu họ đã có chuẩn bị cho những diễn biến đáng lo ngại như kháng vaccine hay không. Bộ trưởng Y tế Anh Sachi Javid thừa nhận rằng chưa có đủ thông tin về nguy cơ của biến chủng mới. Bắt đầu từ 30/11, người dân Anh sẽ phải đeo khẩu trang trong các cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng. Anh cũng sẽ yêu cầu khách du lịch quốc tế kiểm tra PCR, tự cách ly cho đến khi có kết quả, chạy đua với thời gian để chống biến chủng mới. Bằng chứng sơ bộ của WHO cho thấy những người đã từng nhiễm virus có nguy cơ tái nhiễm với biến chủng Omicron cao hơn so với các biến chủng khác. Tuy nhiên, tỷ lệ người nhiễm HIV và AIDS cao ở Nam Phi khiến việc phân tích hiệu quả của miễn dịch tự nhiên hoặc miễn dịch do vaccine trở nên khó khăn hơn. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, chỉ có khoảng 24% người Nam Phi được tiêm phòng đầy đủ so với gần 60% người Mỹ. Mỹ đã bắt tay vào hành động sau khi biết rằng biến chủng mới có các đột biến nguy hiểm và dường như có nguồn gốc khác với biến chủng Delta. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã tổ chức thảo luận đưa ra các phương án với các nhà khoa học cấp chính phủ, giới chức Nam Phi và các nhà sản xuất vaccine vào lễ tạ ơn vừa qua. Các nhà sản xuất vaccine lớn trên thế giới, từ Pfizer và BioNTech, Johnson và Johnson, Moderna và nhà sản xuất vaccine Trung Quốc Sinovac, đang nghiên cứu biến chủng mới và điều chỉnh các công thức nếu thấy cần thiết. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh, thực hiện 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch COVID-19 vẫn thường trực và tiếp tục có các ca mắc bệnh mới trong cộng đồng. Việt Nam sẽ phải tiếp tục chống dịch COVID-19 trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh, tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Khai báo y tế khi đến khám tại bệnh viện để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây: khẩu TRANG, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khử khuẩn.
tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app NCOVI, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Thông điệp 5K đã trở thành thông điệp quen thuộc được toàn xã hội hưởng ứng, chia sẻ trong thời gian qua. Nhiều ý tưởng sáng tạo như những bức tranh 5K, đồng dao 5K, thơ 5K, bài hát 5K xuất hiện khắp nơi trên các mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, góp phần truyền thông hiệu quả thông điệp 5K. Đến nay, ngoài infographic thông điệp 5K bằng tiếng Việt, Bộ Y tế đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng, phát triển sang các thứ tiếng, tiếng Khmer, tiếng Pháp, tiếng Nga. Tây Ban Nha nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận và quảng bá sâu rộng hơn nữa thông điệp 5K đến với cộng đồng, góp phần sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Theo đó, đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam cần xuất cảnh và có yêu cầu được cấp giấy chứng nhận không dương tính với SARS-CoV-2, đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hoặc tổ chức đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài lập danh sách cụ thể gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 hoặc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 ở các tỉnh, thành phố để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Việt Nam tiếp tục nỗ lực không ngừng để đẩy lùi đại dịch COVID-19. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, cần tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19.